Quả này cũng hai quả cân nhỉ. Quả này quả to hơn một quả. Thank you.
Cho con mua ít khoai. Ừ. Đi là cứ cúp tầm to con nhá.
Ở bên kia có một mẫu hoa không gọi bà bán rồi. Vâng. Thế bọn con không đây. Thằng đi giữ xong rồi là lại quay bên đấy hả? Vâng. Cần đường đường quay đường đúng không? Cần đường cái rồi. Cần đường đâu? Đúng không? Được không cần tao, vứt cái dọc. Mà lấy 200. Đó là 100. Đây là 100. Tiếp tục. Mặt khác này nhỉ? Là đấy. Bây giờ đi thang đằng đấy nhá. Con đi về đây mẹ. Ừ.
Thank you.
À, bà Hàn đang làm chuẩn bị làm bánh. Ra đây chơi. Thế bạn một bạn nữa đó. Im. Cái tủ này ấy, của hiệu trưởng với cả nhà ấy ấy. Còn về báo mộng kia nhà giàu biết. Thế ở thuê tư. Thuê gì nhỉ? Thuê gì nhỉ? Không, anh không biết kể. Ông này kế đi. Anh đi thì đất nữa cơ à? Anh đang làm gì đấy? Anh đang nhào bột đây không dán bánh. Chơi nhà ai chơi bà chứ? Ngồi đây, ngồi lui đây, ăn đi. Đấy, ăn bánh nào, ăn bánh nào ấy, ăn đi. Đây, ngồi gần đây. Nhét xuống, đuôi xuống đây, đuôi xuống đây. Này, này, này. Đấy, quê sóc ăn. Tôi bảo, ăn nóng nó mới ngon. Ăn đi. Ăn cái phô mai ngon.
Nó có mùi gừng. Mùi gừng. Do con đường. Có mùi to. Đem đây. Phô mai ngon lắm. À, không nói ra. Bởi vì có thằng này nói hộ. À, thế đúng rồi. Lúc, lúc nào mình có học đâu rồi nhá, bà vụt. À. Thank you.
Thank you.
gạo dẻo ngon. Thank you.